4 điểm nữa. Hai đội chuẩn bị các trọng tài trận đấu bắt đầu. Trên sân khấu, quý vị hãy chứng kiến những vận động viên nữ sẽ thi đấu ở nội dung vô địch vật tự do nữ quốc tế. Ở nội dung này đánh tính điểm. Ở nội dung vận quốc tế không có xe đài. Xe đài chỉ có ở luật vận dân tộc Việt Nam. Hai bắt đầu.
điểm tôi dậy. Ở lúc 1 phút 30 giây của hiệp đấu thứ hai, vận động viên mang trang phục màu đỏ thắng